Novaland tái cấu trúc doanh nghiệp để phát triển. Thủ Đức House bị cưỡng chế thuế 91 tỷ đồng. Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi còn nhiều bất cập. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Vừa xong là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hoàn toàn hồi phục, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thanh khoản. Việc tái cấu trúc công ty phù hợp với tình hình thực tế là vô cùng cần thiết. Vừa qua, Novaland đã bổ nhiệm ông Dennis Yang Taegyeol, cựu CEO Gamoda, làm tổng giám đốc, thay cho ông Nguyễn Ngọc Huyên vừa từ nhiệm. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này có tổng giám đốc người nước ngoài kể từ khi thành lập đến nay. Bên cạnh đó, Novaland đã tinh giảm ngành nghề chưa cần thiết, cắt giảm nhân sự, điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh để tối ưu chi phí, tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án còn dang dở. Bước sang tháng 3, top các ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất hiện nay vẫn là MSB, PVcombank và TPBank. MSB cho vay tối đa 90%, kỳ hạn vay 35 năm với mức lãi suất ưu đãi 4,99% một năm. Trong khi đó, lãi suất vay của PVcombank là 5% một năm với kỳ hạn tối đa 20 năm. Hai ngân hàng sở hữu mức lãi suất vay lớn nhất gọi tên Hellobank và UOB với 10,7% một năm. Việc vay mua nhà lãi suất hợp lý sẽ tạo điều kiện cho người mua nhà và góp phần khởi sắc cho thị trường bất động sản. Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House vừa nhận 12 quyết định cưỡng chế thuế của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền gần 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện trong tài khoản công ty chỉ có chưa tới 3 tỷ đồng. Trong 3 năm gần đây, Thủ Đức House là doanh nghiệp bất động sản thường xuyên bị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhắc tên liên quan đến các vụ xử phạt và truy thu thuế. Tới thời điểm tháng 3 năm 2023, Thủ Đức House nhận quyết định cưỡng chế gần 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, lượng tiền mặt công ty đang nắm giữ chỉ có khoảng 2,8 tỷ đồng. Trong nỗ lực thu xếp nguồn vốn để hoàn tất nghĩa vụ cho cơ quan thuế, Thủ Đức House đã liên tục bán tài sản. Liên quan tới dự thảo luật nhà ở sửa đổi, tại phiên họp mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết quyền sở hữu chung cư chỉ chấm dứt chung cư bị phá dỡ, chứ không phải hết hạn sử dụng là chấm dứt. Nếu chung cư chưa hết hạn sử dụng nhưng mất an toàn cũng sẽ buộc tháo dỡ. Tuy nhiên, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, ý kiến của các cơ quan tổ chức và nhân dân, đặc biệt là đề xuất không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ nghiêm túc rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, quy định rõ hơn để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đảm bảo được mục tiêu cải tạo chung cư cũ trong thời gian tới. Vắng khách du lịch quốc tế, nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã phải giao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng. Tính đến thời điểm này, lượng tin đăng giao bán khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ghi nhận sự tăng trưởng. Số lượng khách sạn được giao bán tăng cao chưa từng thấy. Trong đó, có rất nhiều khách sạn trước đây hút khách Tây trên các tuyến phố Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Bùi Thị Xuân, Đề Thám. Khảo sát của Savills cho thấy, năm 2022, công suất phòng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 45%, tăng 20% so với năm 2021, nhưng vẫn không đủ để các chủ khách sạn phục hồi vì đã chịu quá nhiều tổn thất do COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang đang triển khai 109 dự án trong và ngoài ngân sách. Nhằm tạo cơ sở triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát danh mục các dự án đang triển khai, không triển khai hoặc đã hoàn thành đưa vào sử dụng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát danh mục các dự án để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai giải quyết đảm bảo theo quy định pháp luật. Quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản đã và đang thu hút nhiều dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng việc bắt buộc giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch nhằm tạo lập thị trường minh bạch, bền vững. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất bỏ điều khoản này
bởi lo ngại về tính pháp lý cũng như chi phí phát sinh. Điều 59 luật kinh doanh bất động sản năm 2006 đã quy định giao dịch bất động sản phải thông qua sàn. Khi luật kinh doanh bất động sản năm 2006 có hiệu lực, đã có hàng trăm sàn giao dịch bất động sản mọc lên như nấm sau cơn mưa. Vào giai đoạn thị trường bất động sản tăng nhiệt, không ít môi giới đã lũng đoạn thị trường. Bất động sản tăng ảo, người mua không tiếp cận được giá trị thật. Bất động sản những năm 2019, 20, 21, 22, tăng tốc bất động sản tăng nóng rất là cao. Thì một lúc đó thì mọi người gọi là nhà nhà, người người đi buôn bất động sản, đi môi giới bất động sản. Là có từ những anh chị bán quán cà phê, bán hàng ăn, các kỹ sư, anh kỹ sư, thậm chí là chẳng như là nhiều người làm trong các công ty sản xuất, và thậm chí là có những cái anh xe ôm cũng đi làm đi môi giới và đầu tư bất động sản. Trước tình hình bất cập nêu trên, luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã bãi bỏ việc bắt buộc các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn. Tuy nhiên đến nay, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi lại một lần nữa đem định này quay trở lại. Trong dự thảo mới nhất của luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, điều 57 quy định hai loại giao dịch bất động sản phải thông qua sàn gồm chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai, và chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật, các giao dịch khác được khuyến khích thông qua sàn. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh vấn đề này. Đối với tôi là nhà đầu tư mà khi giao dịch bất động sản thông qua sàn, giao dịch bất động sản thì có những cái thuận lợi như sau. Thứ nhất, nếu thông qua sàn thì tôi sẽ biết được thêm thông tin về cái sản phẩm tôi mua. Cái thứ hai là sàn phải chịu trách nhiệm về cái sản phẩm giữa chủ đầu tư đưa ra với sàn. Cái thứ ba là tôi sẽ xác định được cái giá giao dịch mua bán của sàn, có trách nhiệm phải xác định cái giá giao dịch mua bán với lại tương đối sát với giá của thị trường. Cái thứ tư nữa là tôi sẽ tiệm cận được với những cái thông tin tương đối chính xác của cái sản phẩm đó. Nói chung thuận lợi cho người, cho những người nhà đầu tư nếu mua bán thông qua sàn. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ quy định này, các chuyên gia cũng đưa ra một hướng nhìn khác về mặt pháp lý cũng như sự phức tạp trong công tác xử lý giấy tờ văn bản hành chính. Một số chuyên gia cho rằng quy định giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải thông qua sàn giao dịch là không hợp lý, vì dẫn đến việc sàn giao dịch được đặc lợi khi được hưởng phí dịch vụ bán hàng tối thiểu là 2% trên doanh số bán hàng. Thậm chí có không ít trường hợp phí môi giới này cao hơn rất nhiều, mà tổng giá trị của thị trường bất động sản lên đến hàng triệu tỷ đồng. Giao dịch qua sàn ý, thì nó chưa đảm bảo được đầy đủ cái tính pháp lý của nó. Bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những yếu tố có kẽ hở để tạo nên một cái sự bất công bằng ở trong đó. Khi mà phát sinh ra một thủ tục bắt buộc qua sàn thì sẽ phát sinh ra một thủ tục. Và người dân khi mà có nhu cầu yêu cầu công chứng thì cơ quan công chứng sẽ buộc phải kiểm tra các cái xác nhận đã thông qua sàn giao dịch thì mới đủ điều kiện để mà giao dịch qua công chứng. Đương nhiên nó sẽ sinh ra thủ tục và có thể phát sinh thêm cả chi phí. Trong cái báo cáo, cái tờ trình của Bộ Xây dựng thì cũng hiện tại là cũng chưa đưa ra được một cái đánh giá mang tính chất thuyết phục là tại sao lại phải bắt buộc như vậy. Chính vì vậy cho nên để mà đánh giá được tác động của nó thì cũng là một điều mà tôi cho rằng cần phải có cái thời gian và có những nghiên cứu đánh giá cụ thể. Có thể thấy, giao dịch qua sàn trong dự thảo hiện nay chỉ mới đảm bảo được một vấn đề, đó là đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, chống thất thu thuế, còn quyền lợi của người dân chưa được tính toán kỹ lưỡng. Khi đưa ra một quy định phải dung hòa được lợi ích của người dân, nhà nước thì mới có thể triển khai, thực thi hiệu quả. Bảo đảm thị trường bất động sản phát triển an toàn bền vững, được kiểm soát thông qua các thiết chế pháp lý phù hợp là mong mỏi không của riêng ai. Điều này vừa tránh được sự chồng chéo, mâu thuẫn trong quản lý, vừa tiết kiệm được các nguồn lực cho xã hội. Tuy nhiên, dù là ưu tiên hay bắt buộc sử dụng thiết chế nào, cũng cần có sự nghiên cứu, đánh giá tác động một cách nghiêm túc, khách quan. Phát triển công trình xanh ở Việt Nam dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Đặc trưng của những dự án công trình xanh chính là sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm chi phí vận hành, giảm thiểu tác động tới môi trường, trong khi vẫn tạo điều kiện sống tốt nhất cho con người. Hãy cùng bản tin Nhà đất và Đầu tư điểm tên các công trình xanh nổi bật nhất ở Việt Nam. Trường liên cấp Genesis tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội là trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận bông sen vàng. Tòa nhà sử dụng gạch không nung, kính năng lượng thấp để giảm nhiệt, cấu trúc sàn nevo không dầm và hệ thống phát điện năng lượng mặt trời 20 kW, thảm thực vật bao phủ 39,2% diện tích đất.
trong đó có 835m2 mái xanh. Kết quả là trường đã tiết kiệm được 60,9% năng lượng và 47,9% lượng nước sử dụng. Theo Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, trường nhận được số điểm xanh là 72 trên 118. Trường quốc tế Concordia tọa lạc trên khu đất rộng 17.000m2 tại Đông Anh, Hà Nội đã nhận chứng nhận bông sen vàng vào tháng 8 năm 2019. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp xanh hóa như lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời, đo chỉ số chất lượng không khí trong khu vực và cung cấp dịch vụ lọc thứ cấp và xử lý nước làm mát tại chỗ. Tường và sàn tòa nhà được bao phủ hoàn toàn bằng các chất có hàm lượng VOC thấp. Toàn bộ tường được làm bằng vật liệu không nung như bê tông hoặc thạch cao và 64,2% diện tích xây dựng được bao phủ bởi ánh sáng ban ngày. Kết quả tích cực mà trường quốc tế Concordia thu được là tiết kiệm 32,5% năng lượng và 52,6% lượng nước sử dụng. Điểm số xanh mà công trình này đạt được là 77 trên 118. Trụ sở chính của Viettel đặt tại lô D26 ngõ 3 đường Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Toàn bộ mái của công trình được phủ xanh, vút cong từ dưới chân mái lên đỉnh mái. Công trình được thiết kế theo xu thế của thời đại, hướng đến một công trình xây dựng bền vững, bao gồm các tiêu chí tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng, gần gũi và thân thiện với môi trường. Đây là một trong số ít công trình ở Việt Nam nhận được chứng chỉ xanh LED, cấp độ Silver. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư số cuối tuần hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ấm áp bên người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.